Đứa trẻ thông minh này cố ý lấy cưa cưa hết lan cầu thang, mỗi bậc cầu thang còn bôi đầy dầu trơn lên đó. Ngoài trời lạnh 10 độ, cậu vẫn chịu cái rét phun hết nước lên khắp mặt đất. Không chỉ vậy, cậu còn xịt nước lên mái nhà để tạo thành băng, trước cửa còn đổ đầy dầu lên. Cuối cùng cậu lấy mô hình mà ba cậu đã cực khổ xếp mấy tháng ra, ném mạnh xuống đất, còn không quên dẫn nát chúng. Lý do cậu bé làm vậy đều là vì muốn dùng nó làm vũ khí. Ngôi nhà đâu đâu cũng là bẫy đã được răng ra, giờ chỉ cần đợi hai tên trộm kia tới nữa thôi là cuộc chiến sẽ bắt đầu. Hóa ra bố mẹ của cậu bé thông minh này sáng sớm hôm nay đã đưa cả nhà đi du lịch nước ngoài. Mọi người vì vội vàng đi cho kịp giờ bay đã bỏ quên mất đứa con ở nhà. Đợi khi cậu tỉnh lại mới phát hiện ra trong nhà chỉ còn có mình, không những không sợ mà ngược lại còn vui mừng tưng bừng nhảy múa. Giờ đây ta sẽ là chủ của cái nhà này, có thể thỏa thích tùy ý chơi game. Thật là gà quá đi trời ơi, phải chơi khô máu lên chứ. Bộ sưu tập ảnh của bố cũng có thể xem thỏa thích. Hay internet thần thánh, hãy cho tôi thấy sự độc ác của anh đi. Sao bố cũng thích xem những bức ảnh không mặc y phục thế này chứ. Tuy nhiên khi cậu đang hạnh phúc tận hưởng niềm vui cuộc sống, hai vợ chồng ngốc này đã lẻn vào nhà. Cũng may cậu bé nhận